Anh Diệp phải không? Không, tôi nè. Ủa? Anh Điền? Sao hôm nay anh đi nhẹ nhàng quá vậy? Làm em tưởng anh Diệp. Bộ bình thường tôi đi nặng nề lắm hả? Ý em á là bước chân anh Diệp đi thường nó nhẹ. Mà mình là dân quê, đi nặng nề có sao đâu. Anh Điền, anh giúp em cột cái giỏ trái cây này đi nha. Em đói bụng quá, chắc phải vô lấy cơm ăn quá. Qua cứ để đó tôi làm cho. Nè giúp Qua em. vô ăn cơm đi. Dạ. Xong rồi hả? Vậy anh đừng có bận nhiều thì về nhà làm đi. Qua nè, hay là tôi đi với Hoài ra chợ nha. Chi vậy? Không cần đâu. Với lại có ai cướp trái cây đâu mà cần anh hộ tống. Hoài đang đợi ai hả? Có đợi ai đâu. Cô Mùi đi rồi. Chút gì? Cô Mùi này, tình hình bây giờ thế nào? Chị em cô định lên thành phố phải không? Dạ. Thế định đón nó về hay gửi con bé trên thành phố cho nó học nghề? Dạ, chắc con xin cô gì đó, bạn của thầy Việt á, cho nó ở lại đó học nghề đi. Chứ về cái nhà này khổ lắm trưởng thôn ơi. Khổ hay sướng là do mình. Vợ chồng cô mà hòa thuận thì đâu đến nỗi con bé nó phải bỏ đi. Dạ, con biết rồi. Tại cái số con nó khổ nên phải chịu vậy thôi. Số má cái gì? Không may cô lấy phải thằng chồng hay say xỉn thì cô phải làm sao cho nó chừa cái thói say xỉn đi chứ. Dạ, ông ngủ trỏng á. Tối nào cũng đi nhậu khuya lơ khuya lắc mới về. Tối hôm qua con thấy vậy nó cho tô cháo ăn. Chẳng những không ăn á, mà còn hất tô cháo vô người con nữa. Lại thế nữa cơ. Thế là lại thêm cái tội bạo hành vợ đấy. Bây giờ vợ chồng mà cứ như thế, con cái làm sao nó tiến bộ được chứ. Thôi được rồi, tôi xuống xóm dưới có chuyện, để cho ông ấy ngủ cho giã rượu đi. Lát nữa tôi quay lại, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ai dạ, ui da, đáng ghét. Vậy nào mát không á? Sao giờ không vui? Sao không vui? Không vui thì nó không vui. Không vui là tôi không thích. Không thích là không hát. Được chưa? Hỏi hỏi. Hỏi gì hỏi hoài vậy? Bộ khoái hỏi lắm hả? Làm gì ghê vậy? Trời ơi. Vậy bây giờ tôi quan tâm bà, tôi hỏi thôi. Ai làm cho bà buồn? Kể nghe coi. Tình yêu phương. Nói rồi tôi giải quyết cho. Yêu gì? Ai tìm yêu cái đồ? Đồ gì vậy? Đồ. Đồ gì? Cái đồ tao đấy.
Anh Bảo Phù, chuyện gì kể đi, xử đẹp cho bà luôn. Tôi hỏi bà nè, bà, hôm qua tôi hẹn ông, không phải, chính xác là ông hẹn với tôi đi tới công viên. Rồi sao? Thì đương nhiên hẹn là phải sửa soạn rồi, sửa soạn đẹp lên, mệt lắm à. Mà sao nói chị? Rồi sao nữa? Rồi xong, tới công viên. Tôi mới nắm tay ổng. Nắm tay luôn. Hai người dắt tay nhau. Đi tới, đi lui. Đi tới, đi lui. Mỏi chân chưa? Mỏi rồi. Đi kiếm ghế ngồi. Mà kiếm hoài, không có thấy cái ghế nào hết á. Cuối cùng hai đứa mới nắm tay nhau đi ra ngoài bãi xe. Lấy xe đi chỗ khác. Không. Chứ làm gì? Cái tự nhiên ông ra ngoài đó xong cái ông nắm tay tôi, ông dắt ngược chạy vô. Không có chỗ ngồi, dắt ngược vô trong. Trời ơi. Ông dắt ngược chạy vô xong ông nhìn qua, cái ông nhìn lại không thấy ai hết. Bịch tay lại. Nói sao? Ông mới kề sát cái mặt ông vô mặt tôi nhìn nè. Bịch tay lại. Ông nói nhỏ. Sao? Mình về đi em, khuya rồi, 7 giờ rồi không về má anh la. Cửa gì? Vậy hỏi bà chứ sao bực mình, bồ bịch cái gì đâu mà dẫn vô công viên đi chơi, mới 7 giờ à, không về thì sợ má la. Xin lỗi, bó tay luôn. Ê, nè nha, đừng có thừa cơ hội này á mà cười sỉ giả vô tình yêu của tôi nha. Nói chung là tôi không có dám sỉ nhục, nhưng mà ngưỡng mộ, hiểu không? Ngưỡng mộ quá. Anh ấy thật là thanh cao. Thôi, làm đi, lại tới la vợ. Còn sớm mà làm gì, ngồi chơi chút đi. Chị Lê kìa mẹ. Dạ, con chào bác. Thu đi học hả em? Dạ. Trời ơi, bữa nay mặc đồng phục đẹp quá ta. Đẹp đâu mà đẹp, như chị Lệ nè mới là đẹp phải không mẹ? Thôi đi, vô nhà chơi đi con. Mà sao lâu quá bác không thấy con qua đi chơi gì hả? Dạ con xin lỗi bác, tại dạo này con bận quá, cửa hàng thì mới mở nhiều việc, mà có một mình con à, cho nên là con... À con biết rồi mẹ ơi, tại vì người ta nhiều việc quá bởi vậy nên đâu có nhớ gì đó làm việc nhà mình nữa, đúng không con? Không phải đâu, công việc là khác, anh việc của em là khác chứ. Em biết rồi, khác ở cái chỗ là chữ C với lại chữ T, đúng không? Thông minh quá ta, chắc là học lực ở lớp cũng là tốt đầu đúng không? Không đâu con, nó chỉ mọi cái láo táo gì thôi à. Chứ thiệt ra học lực kỳ này của nó cũng bết bát lắm con à. Thôi được rồi, chị Lẽ ở chơi nha, em đi học nha. Em, anh việc của em chiều nay về đó. Ủa, sao không cho mình biết mẹ? Sao? Thằng Việt nó nói với con là hôm nay nó sẽ về hả? Dạ. Thiệt hả con? Kỳ quá nhờ. Sao mà không có nói gì hết trơn á. Em gọi cho anh hai để xem mà tại sao mà đi về mà không báo cho ai biết hết. Cái con bé này phải mỗi lần nghe tới anh hai là đi như vậy đó. Thôi đi con, mình vô nhà đi rồi nói chuyện tiếp nghe con. Dạ. Ông, cháu Lệ tới chơi kìa. Dạ, con chào bác. Cháu Lệ hả? Ngồi đi con. Dạ. Lâu quá mới gặp ha. Dạ, sáng nay con có việc á, cho nên là ngang qua đây. Dạ, con có chút bánh, biếu hai bác uống trà. Cái con bé này, bày vẽ làm chi vậy con? Con qua đây thăm hai bác á, là tốt lắm rồi. Con ngồi nói chuyện với bác trai nha, bác đi làm nước cho con uống nha. Dạ thôi khỏi. Dạ con ghé thăm hai bác chút xíu, rồi con có việc là con phải đi liền rồi. Không được, có bận gì đi nữa thì con cũng phải ngồi đây chơi một chút chứ. Uống nước xong rồi á hãy về nghe con. Dạ. Bác gái nói đúng đó con. Sao rồi, công việc dạo này ra sao? Dạ con mới mở một tiệm kinh doanh hoa đất à. Tốt quá, có chí ắt làm nên con à. Vậy công việc kinh doanh của con có tốt không? Dạ, con cũng gặp một chút khó khăn thưa bác.
vạn sự khởi đầu nan mà con. Kiên trì và cố gắng thì thế nào cũng được mà. Mà thanh niên bây giờ đúng là giỏi thiệt. Dám nghĩ, dám làm. Bác ủng hộ đó. Dạ, con cảm ơn bác. Nhìn con á, bác lại nghĩ tới thằng Việt. Con nghĩ anh Việt cũng là một chủ trang trại thưa bác. Trời ơi, trang trại trang chiếc gì con ơi. Trang trại của người ta rộng cả 100 hecta. Chứ cái miếng đất của nó thì có ăn thua gì. Hồi đó con thấy là bác cũng đồng ý cho anh Việt gì sắm chuối mà. Nói thiệt với con, lúc nó xin đi, bác nghĩ nó muốn thay đổi môi trường để sáng tác. Và có cảm hứng để sáng tác nên bác mới đồng ý đó chứ. Dạ. Mà con có còn giận thằng Việt không vậy? Dạ, mới đầu thì con rất là giận ảnh. Nhưng mà sau khi con nghe ảnh tâm sự, giờ mong muốn có được một không gian để thực hiện ước mơ thay đổi dòng nhạc dân tộc của anh ấy, thì con hết giận ảnh rồi. Chị ơi, sáng nay á, chị Lệ có tới đây không? Có chứ trời, bà đi hoài không biết. Em thấy lâu quá à. Dù không dạ. Biết mẹ anh bên đây á, mẹ có cho em ở lại đây không nữa? Ê, cái chuyện này vui lắm. Nguyệt mình ở lại với hai đứa mình á. Tụi mình nó làm bộ bá ăn ý lắm mà. Nói nghe. Tôi mới nảy ra một ý định này. Nếu mà Nguyệt ở lại với tôi với bà thì ba đứa mình sẽ lập thành một nhóm ca gọi là 8K ba con mén. Mập, dừa và ốm. Nhất định chúng ta sẽ gian danh nổi tiếng khắp cái tiệm hoa này. Nổi tiếng quá. Tiệm hoa luôn. Gặp ba bác ơi, vui dữ vậy nè. Chàng ơi, coi kìa mặt mày cô nào cô đấy tươi như hoa. Hôm mai là con đó. Dạ đây, dạ đây con là Hoa Trúc. Này là anh Trăng á, Nguyệt là anh Trăng á. Dạ. Trời ơi, không lẽ giờ mình kêu bằng bà già quá, già không quá. Không được. Kêu bằng bác thì nghe nó xa lạ lắm. Ồ, nó làm sao á? Ôi mấy giờ mình kêu bằng kêu bằng gì cũng được, đừng kêu bà già. Không bị buồn á. Dạ, bà già. Ê, mình có băng nhạc rồi đó. Mình cần manager. À, mama đi. Hên mama. Thôi được rồi. Hên mama ơi. Bữa nay có chuyện gì hên chưa? Quá hên. Đây nè, gặp vui vẻ như vậy nè. Hên dữ lắm luôn á. Hên quá. Vậy là mỗi ngày bà ở đây, bà cũng hên rồi. Phải rồi, hên quá chừng luôn. Thôi bây giờ mấy con đi làm đi. Dạ, dạ. Dạ. Vô trong bắt dạ. Cơm dạ. Làm công việc của bà dạ. Nha. Thấy bà vui quá. Mama cẩn thận nha. Dạ. Thôi mình đi làm đi. Làm đi. Sao? Hốc miệng. Dạ, con cảm ơn bác. Tính thằng Việt nhà bác á, bác biết. Nó mà mong muốn điều gì á hả, là nó làm bằng được mới thôi đó. Uống nước đi con. Dạ, con cảm ơn bác. Ông nè. Con lại nó nói hôm nay thằng Việt nhà mình nó về đó ông. Vậy hả? Hay quá. Tôi cũng đang cần gặp nó để nói chuyện đi nè. Lệ nè, lát nữa đi công chuyện xong á, nhớ quay lại đây dùng cơm với hai bác đi con. Dạ, con sẽ ghé. À, thằng Việt dạo này nó có thường gọi điện thoại cho con không vậy? Dạ, cũng vẫn bình thường mà bác. Cái thằng Việt này, nó thiệt tình à. Ai đời lại, bỏ người yêu ở lại đây một mình à, rồi đi về một cái vùng quê xa lắc nào đó, để tìm kiếm cái gì bác cũng không biết nữa. Cái bà này thiệt tình. Bà nói là bà hiểu tính con trai. Mà nói ra là đã thấy không hiểu rồi. Nó đi là để tạo dựng sự nghiệp. Tới cháu Lệ mà nó còn hiểu nữa. Vậy mà bà... Thì cũng vì tôi lo tương lai cho hai đứa nó thôi mà. Dạ, tụi con cũng bình thường mà. Bác không cần bận tâm đâu.
Dạ em nghe chị ơi. Dạ em biết rồi. Dạ em cũng gần đó, em sẽ ghé mà. Dạ dạ. À, nếu con có việc á thì con cứ đi đi. Lúc nào rảnh á thì nhớ ghé thăm hai bác nghe không? Dạ con xin phép hai bác con về. Ờ thôi để bác ra mở cửa cho con nha. Dạ con xin phép bác. Đi con. Ủa chú, dạ. Cái chú gì vậy? Có mấy cái bãi chuột lạ vậy? Trời ơi, hết hồn kẹt tay nè. Vô đây, ngồi xuống đây chú nói cho nghe nè. Cái này á, là nhờ lúc chú đi biển mà ở trên tàu mới học được cái kinh nghiệm này nè. Ủa trên tàu mà cũng có chuột nữa hả chú? Trời ơi, có chứ. Ở đâu người sống được là ở đó chuột sống được. Nhưng mà làm sao mà chuột lên tàu được? Bởi vì ta nói mang tiếng học cho nhiều mà không biết gì hết trơn á trội. Thì lúc mình cập bến, tàu đậu yên lại, chuột mới bò lên cái cầu lên tàu. À, vậy chắc bắt chuột trên tàu dễ hơn bắt chuột đây đúng không chú? Ừ, không, không có dễ đâu. Coi vậy đó, trên tàu nhiều ngõ ngách lắm. Mà ở trên tàu á, nhiều khi thấy chuột mình cũng không có bắt. Ủa, sao kỳ vậy chú? Tại vì mình cần nó. Mà con nghĩ cần chuột trên tàu làm gì? Để nuôi đó mà. Nói cho con nghe nha. Có một lần tàu của chú nha, bị hư á, mình phải neo ở một cái đảo. Mà đâu có vô đảo được đâu. Đó, nằm vậy gần cả tháng. Buồn quá. Lúc đó ai cũng biết trên tàu còn một con chuột chưa bắt được. À, vậy là lúc đó có mời nhậu rồi phải không chú? Ừ, không có đâu. Có ai mà ở trên biển cả tháng trời mới biết. Lúc đó con chuột sẽ trở thành bạn mình. Đến giờ ăn á, phải giết cho nó một ít đồ ăn. Hay quá. Ủa, vậy sao chú không coi chuột là bạn nữa? Bắt nó làm gì? Bây giờ nó phá cái mồ luôn, phá rẫy. Trời đất ơi, còn bạn bè cái gì nữa. Với lại nói đầu ngay á, lâu quá không ăn cũng thèm. Chú, thịt chuột ngon không? Ngon chứ, đặc sản đó. Vậy bữa nào chú làm đặc sản cho con thử nha. Được thôi. Ủa, mà con tính đi đâu mà đem theo túi sách vậy? Dạ, con đi về thành phố thăm nhà. Sao về nhà mà hôm rồi không nghe nói gì hết trơn vậy? Dạ, tại con chưa tính về. Nhưng mà bữa nay dẫn chị Mùi lên chỗ Lệ. À, nè, lên trên đó cho chú gọi là thăm ba mẹ nha. Dạ, vậy thôi con đi nha chú. À. Giờ này còn sớm mà, mẹ em chưa lên đâu, ngóng làm gì? Dạ, em biết. Nhưng mà em thấy nóng ruột sao chị? Cô Lệ ơi. Ủa, ba. Tôi xin lỗi cô. Cô Lệ, cô đừng có đuổi việc tôi. Có chuyện gì vậy không? Tôi xin lỗi cô. Cô đừng có đuổi việc tôi nha cô. Sao vậy? Dạ, tôi mới vừa làm có bữa đầu mà tôi đã lỡ lật bể hai cái chén, hai cái tô. Xui quá cô ơi. Xui mà xui, tại vì hấp tấp cho nên là mới vậy thôi. Thôi lỡ rồi, lần sau thì nhớ cẩn thận hơn nha. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô, sao mà cô tốt với tôi quá. Cảm ơn cô. Chuột. Gì vậy? Con chuột. Con chuột làm gì la dữ vậy? Ôi,
Dì sợ chuột lắm con ơi. Cái con đó đó hả, nó vừa hôn vừa dơ nữa. Trời ơi, dơ đâu dơ, con thấy giờ tan thịt chuột Hà Rậm á. Ở ngoài kia có nguyên nhà hàng thịt chuột nữa kìa. Thôi nha, cái nhà hàng đó có cắt vàng gì cũng không bao giờ bước chân vô đó nữa. Ủa con, sáng qua Hoàng sao mà giờ mặt mày bí xị vậy? Bộ con cứ qua nhà Hoàng là mặt con phải tươi hả gì? Đừng có gì cái bển phong. Mệt gì quá, cãi con đi. Dì lo chuyện của dì đi. Dì có gì đâu mà phải lo. Không có gì mà làm gì. Sao hai ông giành nhau quá trời? Hai ông nào? Hai ông nào giành gì? Còn hai ông nào nữa? Ông trưởng thôn với lại ông nhạc sĩ nửa mùa đó. Ông xù quá hả? Thôi đi con ơi, cái ông xù đó mà giành lộn cái gì? Trời ơi, hễ gặp mặt gì là xía vô xía ra, chọt tới chọt lui cho giận không à? À, ngoài mặt thì vậy chứ con thấy trong bụng ổng cũng thương gì lắm à. Thiệt hả? Ông nói cho con nghe hả? Kể cho dì nghe coi, ông nói làm sao? Thôi mệt gì quá, con đi làm á, con lên rẫy á. Điên, điên. Nè, lên rẫy tôi về kể nghe. Cái thằng mà nó nói vậy đúng không ta? Chuột, 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 nè, mày đâu, mày đâu? Mày gì? Chuột xù. Chuột xù nào? Là ông đó, ông là chuột xù á. Trời ơi, ở đâu đằng sau lưng người ta hù hết hồn hết vía à? Có biết tôi bị bệnh yếu tim không? Ủa, bà bị bệnh yếu tim hả? Ừ. Coi chừng đó nha. Coi chừng gì? Bệnh yếu tim đó, coi chừng mấy thằng cha mà đi theo nịnh bợ mua chuột ngon ngọt á, bị yếu tim gặp mấy cái thứ đó dễ dính lắm á. Vô dính gì? Thì dính dính bể chứ sao? Người ta ngọt ngào đưa tiền thì dễ đưa bà vô bẫy lắm đó. À vậy à? Ờ à, thì tôi cũng đang ngồi đây tôi trông coi có ai đánh bẫy được tôi không. Chết rồi, nhắc cái bẫy tôi mới nhớ mấy cái bẫy, phải về nhà coi mấy cái bẫy tôi mới được. Ơ à, rồi không muốn gì hả? Thôi khỏi đi, là tôi tính qua đây á, là tính nói cho bà biết á, là tôi tính đem thỏ roti qua đây để tặng bà thôi. Thôi tôi về nhé. Nói thiệt cũng ta.